Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí quyết thành công trong khu giờ quen thuộc hàng ngày. Các bạn thân mến, có khi nào bạn thắc mắc, thế giới có 8 tỷ người nhưng 1/3 tài sản của hành tinh này lại nằm trong tay 1% người giàu nhất chưa? Có lẽ không ít người trong chúng ta thường vội quy sự thành công của một người là do họ thông minh, chỉ số IQ cao hay do họ gặp thời vận và may mắn khi làm giàu. Tuy nhiên, thành công bằng 1% năng khiếu cộng với 99% cố gắng mà thành. Vậy tới đây, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, 99% cố gắng là bằng cách nào? Ngay sau đây, mời bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện làm giàu từ 2 đô la thành 20 đô la của 2 tỷ phú hàng đầu thế giới, cùng bật mí bí quyết thành công đơn giản tới không tưởng. Mời bạn cùng theo dõi và hãy suy ngẫm để rút ra bài học cho chính mình nhé! Từ 2 đô đến 20 tỷ đô. Câu chuyện bắt đầu từ hai cậu thanh niên đến xin việc tại một cửa hàng bách hóa tại thành phố Omaha thuộc tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ. Một người xuất thân nghèo khó, vừa chăn nuôi, vừa bán chuột hamster kiếm sống qua ngày. Nhưng giữa cuộc đại suy thoái toàn cầu những năm 30 lại trở nên bần cùng. Người kia trẻ tuổi hơn, là cháu nội của chủ tiệm, bảo lưu việc học và chấp nhận làm những công việc chân tay, từ bán kẹo cao su đến bán coca dạo. Mỗi tháng, mỗi người được trả 2 đô la cho công việc của mình. Tuy số lương không nhiều, nhưng từng ấy số tiền đã giúp hai cậu thanh niên sống sót qua khỏi cơn đại khủng hoảng kinh tế. Vài thập kỷ sau, con số 2 đô la đã tăng lên hàng tỷ và từ 2 đô la, họ đã thu về hơn 20 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ tập đoàn của chính mình. Hai cậu thanh niên đại tài ấy chính là hai tỷ phú hàng đầu hiện nay là Charlie Munger và Warren Buffett, hai ông chủ của Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư lớn nhất hiện nay của Mỹ. Tuy nhiên, bí quyết thành công và làm giàu của các vị tỷ phú hàng đầu thế giới này lại rất đơn giản và ai cũng có thể làm theo. Vậy bí quyết giúp họ trở thành những nhà đầu tư thành công bậc nhất nước Mỹ đó là gì? Warren Buffett dành 80% thời gian một ngày để làm điều này. Vào năm 2007, tỷ phú Charlie Munger đã tiết lộ bí mật thành công của họ cho các sinh viên trường luật. Tôi đã gặp rất nhiều người thành công trong cuộc sống. Họ không phải là những người quá giỏi hay quá siêng năng, nhưng họ chăm chỉ học hỏi. Họ tỉnh dậy với cái đầu khôn ngoan hơn ngày hôm trước, và việc này đã nâng đỡ họ trên con đường chạm tới thành công. Khoảng thời gian đầu lập nghiệp, Warren Buffett đã đọc từ 600 đến 1.000 trang sách mỗi ngày để bồi bổ thêm thông tin cho bản thân. Ngay cả đến bây giờ, dù đã thành công và có danh tiếng, tỷ phú này vẫn dành 80% thời gian mỗi ngày để đọc sách. Thậm chí, một chia sẻ của ông đã trở thành cảm hứng bất tận cho nhiều người. Không cần biết bạn đang ở vị trí nào của cuộc đời, chỉ cần không ngừng học hỏi, sự thành công sẽ tìm đến bạn. Thực tế, đối với những thành công hay giàu có, đọc sách không phải để giải trí mà để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm được nhiều điều mới lạ. Thành công là cả một quá trình dài mà ở đó đọc sách chiếm đến 50% trên cuộc hành trình. Dù bận đến mức nào thì các tỷ phú, doanh nhân trên thế giới đều dành ít nhất 2 giờ đồng hồ để đọc sách mỗi ngày hay mỗi tuần. Việc duy trì thói quen đó đã giúp họ tích lũy được những giá trị mà tiền không bao giờ đồng đếm được. Tác giả của cuốn sách Thói quen thành công của những triệu phú tự thân, Thomas Carlyle là một triệu phú. Ông đã nghiên cứu và cho ra được những thói quen đọc sách thú vị của giới siêu giàu. Ông đã phỏng vấn 233 cá nhân siêu giàu, 177 người trong số đó là triệu phú tự thân, với thu nhập ròng hàng năm đạt ít nhất 160.000 đô la và tài sản ròng đạt từ 3,2 triệu đô la trở lên. Và ông hiểu rằng, thay vì đọc sách để giải trí, giới siêu giàu duy trì thói quen này để học tập, làm giàu và không ngừng trau dồi kiến thức. Thống kê từ nghiên cứu trên, hàng trăm cá nhân siêu giàu đã cho ra những con số thú vị và kết luận về thói quen đọc sách của 1% đang nắm giữ khối tài sản lớn nhất thế giới. Có tới 85% người giàu đọc từ 2 đến 3 cuốn sách về giáo dục và lập mục tiêu hàng tháng. 63% người giàu nghe các cuốn sách phát thanh để học tập trong lúc lái xe đến nơi làm việc. 88% người giàu dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách nâng cao hiểu biết và tích lũy kiến thức. 58% đọc sách về tiểu sử của những người thành công nổi tiếng và 51% đọc sách lịch sử. Trong khi đó, chỉ có 11% người giàu đọc sách với mục đích giải trí. Các tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Zuckerberg dành phần lớn thời gian mỗi ngày để đọc sách mở rộng hiểu biết. Ông cho rằng, người giàu xứng đáng được giàu có bởi họ luôn đặt ưu tiên vào những thứ mang lại thành công. Và một phần của những thứ mang lại thành công chính là đọc sách để nâng cao kiến thức. Và đương nhiên, đó cũng là lý do vì sao họ thành công nhanh hơn những người khác. Bill Gates luôn tuân thủ quy tắc đọc sách của riêng mình. Bill Gates có lẽ là cái tên không còn xa lạ với giới tỷ phú hay những ai là fan của Microsoft.
ông được biết đến không chỉ là một người đam mê kinh doanh mà còn rất yêu sách. Dù bận rộn, nhưng Bill Gates chưa từ bỏ thói quen này bao giờ và thậm chí còn rất tuân thủ những quy tắc của riêng mình. Bill Gates cho biết, ông tự đặt ra một khung thời gian nhất định trong ngày cho mình với việc đọc sách và nhất định phải hoàn thành nó. Bên cạnh đó, không chỉ đọc mà người sáng lập Microsoft còn ghi chép lại những kiến thức hữu ích trong quá trình đọc bên cạnh lề của trang sách. Hơn thế nữa, ông còn có hẳn cả một căn phòng hàng ngàn mét vuông chỉ để chứa những cuốn sách và những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Vị tỷ phú này đã nói, tôi thực sự đã có rất nhiều ước mơ khi tôi còn là một đứa trẻ và không ít trong số đó đã trở thành hiện thực chính là nhờ tôi đã có cơ hội đọc rất nhiều. Vị tỷ phú công nghệ cũng từng chia sẻ rằng ông chưa từng bỏ dở một cuốn sách mình đang đọc và luôn có một nguyên tắc. Không bắt đầu việc đọc một cuốn sách nếu như không chắc chắn mình sẽ đọc hết cuốn sách đó. Ông cũng có thói quen trước nhất khi cầm một cuốn sách trên tay là tận dụng phần lề của trang sách để ghi chú. Ông không ngần ngại cho hay, khi đọc sách phi hư cấu có rất nhiều kiến thức, song không tránh được khả năng ông bắt gặp cả kiến thức mới và cũ. Đối với Bill Gates, ghi chép giúp ông chắc chắn mình suy nghĩ tập trung và nghiêm túc về chúng. Cũng có lúc, ông không đồng tình với những quan điểm được nêu trên trang sách thì khi đó phần ghi chép ở lề trang đó rất dài. Elon Musk, đọc sách để chế tạo thuốc nổ, tên lửa. Elon Musk được biết đến là một trong những vị tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới, khối tài sản 70,5 tỷ đô la. Là ông chủ của hãng xe điện nổi tiếng Tesla, ông cho biết việc đọc sách luôn dựa trên mục tiêu mà ông nhất định phải làm được. Elon Musk luôn khẳng định sức ảnh hưởng của những cuốn sách đối với bản thân. Không chỉ cung cấp kiến thức, sách còn cho Elon Musk cách ứng xử, cách nhìn nhận với thế giới để có được vị trí như hôm nay. Elon Musk từng khiến rất nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ bản thân tự học cách chế tạo thuốc nổ, làm ra tên lửa nhờ vào việc chăm chỉ đọc sách. Thậm chí ông còn nghĩ ra được cách để cải thiện giúp giảm chi phí khi sản xuất ra tên lửa. Đối với Elon Musk, việc đọc sách luôn được ưu tiên dựa theo một mục tiêu nhất định mà bản thân đề ra. Dù vậy, nhưng khi đã tìm hiểu được thứ mình muốn trong sách vở, thì sự đam mê khám phá vẫn khiến ông tiếp tục tìm hiểu và đọc thêm nhiều sách hơn, chứ không chỉ dừng lại ở mục tiêu đọc cho biết như dự định ban đầu. Theo chia sẻ trong một bài phỏng vấn, thời trẻ đã có lúc Elon Musk dành tới 10 tiếng mỗi ngày để đọc các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Với Elon Musk, đọc sách giờ không còn là đọc cho biết mà ông đọc vì thói quen, vì đam mê muốn được tìm hiểu nhiều điều mới lạ trên thế gian này. Mark Cuban, đọc sách làm nên sự nghiệp. Có thể nói tỷ phú công nghệ Mark Cuban là một người cuồng đọc sách. Chính thói quen này đã giúp ông có một sự nghiệp thành công như ngày hôm nay. Được biết, ông thường dành 3 tiếng mỗi ngày để tiếp nhận các tri thức mới từ trang sách. Điều đó cũng phần nào giúp Mark Cuban tự tin trên thương trường hơn. Chia sẻ trên blog cá nhân của mình, Mark Cuban cho biết, tôi đọc mọi cuốn sách hoặc tạp chí nào mà mình vớ được vì đôi khi tôi sẽ tìm được một ý tưởng thú vị nào đó trong chúng. Điều này có thể giúp bạn tạo nên sự khác biệt khá khá đó. Huyền thoại dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất truyền hình Oprah Winfrey. Mọi người đều biết rằng Oprah là một người thích đọc sách và bà thường khuyến nghị những người xem chương trình trò chuyện của mình nên tạo ra thói quen đọc sách. Bà thậm chí còn mở câu lạc bộ sách Oprah và những cuốn sách được giới thiệu trong câu lạc bộ này sẽ trở thành sách bán chạy ngay lập tức. Oprah thường đề cập đến việc đọc sách như là con đường dẫn đến tự do khởi đầu khó khăn trong sự nghiệp của bà. Bà nói rằng những cuốn sách giúp mở rộng trí tưởng tượng của bà về thế giới này. Nói cách khác, Oprah ngụ ý rằng sách cho bà khả năng để tiến lên và đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống. Oprah nói rằng, kể từ khi học đọc từ năm 3 tuổi, bà nhanh chóng khám phá ra rằng có một thế giới hoàn toàn mới để chinh phục thông qua việc đọc sách. Bà thậm chí còn khuyến khích trẻ dành khoảng 30 phút để đọc mỗi ngày và biến việc đọc sách thành thói quen. Bí quyết thành công phải làm ngay và chia sẻ ngay. Hãy luôn thức dậy với một cái đầu khôn ngoan hơn bằng việc đọc sách mỗi ngày. Đọc là một trong những hoạt động truyền thống mang lại nhiều lợi ích và khoái cảm nhất của con người. Thế nhưng trong kỷ nguyên số, Internet cùng phim ảnh, giá trị của việc đọc mất dần đi. Không chỉ là chìa khóa thành công đối với nhiều người, sách còn là công cụ giải trí hiệu quả hơn phim ảnh. Ngoài khả năng cung cấp cho chúng ta trí tưởng tượng, mở rộng tầm hiểu biết, đọc sách còn đem lại lợi ích sức khỏe thực sự. Việc đọc đã được chứng minh là có thể giúp ngăn ngừa căng thẳng, trầm cảm và bệnh mất trí nhớ, đồng thời gia tăng sự tự tin, đồng cảm, khả năng ra quyết định và thỏa mãn cuộc sống nói chung. Mặc dù vậy, đọc sách mang lại lợi ích ra sao có lẽ vẫn là điều mơ hồ với nhiều người. Không phải lúc nào nguồn kiến thức trong sách vở cũng có thể áp dụng vào thực tế. Có những cuốn sách quá viển vông khiến người đọc tưởng chừng chẳng có chút lợi ích nào. Dù gì đi nữa, hãy đặt cho mình một mục tiêu cụ thể, tìm những quyển sách thực sự tạo hứng thú cho bạn và lên một danh sách những quyển bạn muốn đọc.
hãy mang sách theo mọi nơi và đọc bất cứ khi nào bạn rảnh, dù chỉ là một trang. Các bạn nên nhớ rằng, tạo một thói quen đọc sách là việc làm của cả một đời người, nên hãy tiếp tục đầu tư và hoàn thiện bản thân mình bằng việc đọc sách và xây dựng sự thành công cho chính cuộc đời của mình ngay từ hôm nay nhé. Quý vị thân mến, thành công không phải là kết quả mà là những gì chúng ta đúc kết được trên con đường tìm kiếm thành công. Để có được những kinh nghiệm quý báu đó, phần lớn đều dựa vào sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Và những tỷ phú, doanh nhân hàng đầu thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho thói quen đọc sách hàng ngày. Chính những con người ấy góp phần truyền cảm hứng đến những người trẻ nhiều hơn. Còn bây giờ, chương trình của Bí quyết thành công cũng đã tới hồi kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.